Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với video của mình. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo vặt mà mình đã tổng hợp được rất là hay, rất là hữu ích cho cuộc sống. Các bạn cùng chú ý đón xem nhé. Mẹo đầu nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn muốn tìm cái đầu mà chúng ta đã bóc ở quận băng dính ra như thế nào cho nó nhanh nhất. Đó là các bạn hãy sử dụng một số các cái ghim kẹp giấy, các bạn kẹp ngay ở đầu quận băng dính ấy, khi chúng ta gấp lại thì đó, khi lần sau chúng ta sử dụng chúng ta sẽ tìm được rất là dễ dàng và nhanh gọn. Có khi nào các bạn tìm quần cảm thấy rất là phiền phức khi mỗi lần tìm quần áo không? Ở mẹo vặt này mình sẽ dạy cho các bạn cách để tìm quần áo rất là nhanh nhé. Đó là các bạn gấp quần áo theo chiều dọc trong ngăn kéo chúng ta, khi đó chúng ta sẽ tìm được rất là dễ dàng. Vật dụng hàng ngày rất là quen thuộc đó là tuýp kem đánh răng của nhà chúng ta. Cách các bạn đẩy kem đánh răng lên nó chưa hết hẳn ở trong tuýp kem đánh răng làm lãng phí cái kem đánh răng. Mình sẽ bày cho các bạn một cái mẹo, đó là lấy cái kẹp giấy chúng ta gập và cuộn lên, đẩy dần kem đánh răng lên. Làm như vậy thì sẽ kem đánh răng nó sẽ được vận dụng triệt để. Nhà các bạn có các đồ dùng bằng inox, các bạn muốn các đồ dùng đó lúc nào cũng sáng bóng, các bạn hãy nhớ dùng các cái miếng tranh, sau đó chúng ta dùng miếng tranh đó xoa vào các cái vật dụng bằng inox thì sẽ làm cho bề mặt của các vật dụng này trở nên sáng bóng. Có khi nào các bạn cảm thấy rất là bất tiện khi mà giày của chúng ta có mùi hôi thì các bạn hãy nhớ cho vào đôi giày chúng ta một cái túi trà lít tông hoặc là cái trà túi lọc gì đó thì nó sẽ hút hết cái mùi hôi trong đôi giày của chúng ta. Các bạn muốn nghe nhạc nhưng lại không, nhà mình lại không có loa to, vậy làm cách nào để có thể nghe nhạc được tốt nhất? Đó là các bạn hãy cho cái điện thoại của chúng ta vào trong chiếc bát hoặc là cho vào trong một cái bình thủy tinh hoặc là cái cốc thôi, thì âm thanh từ trong đó sẽ phát ra to hơn rất là nhiều lần. Các bạn cảm thấy phiền phức khi một số các cái thảm ở nhà chúng ta bị xô lệch, vậy là cách nào để cho chúng khỏi bị xô lệch? Mình bày cho các bạn một cái mẹo hết sức là đơn giản, đó là các bạn dùng cái băng dính nhám dán ở bên dưới đó và sẽ giúp cho thảm khỏi bị xô lệch. Có khi nào các bạn cảm thấy rất là phiền phức khi dây điện nó bỗng nhiên bị đứt hoặc bị tuột các phích cắm, các ổ cắm không? Trước khi sử dụng các bạn hãy buộc chúng lại với nhau thì khi đó chúng ta sẽ tránh được các cái hiện tượng này nhé. Các bạn muốn nhà vệ sinh của chúng ta thơm tho mỗi khi sử dụng thì các bạn hãy nhớ áp dụng mẹo này, đó là các bạn nhỏ một chút tinh dầu vào cái lõi của cuộn giấy vệ sinh. Làm như vậy thì mỗi lần sử dụng thì cái tinh dầu đó sẽ bay ra, sẽ làm cho nhà vệ sinh chúng ta rất là thơm và dễ chịu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy video này hay, hữu ích hãy chia sẻ cho bạn bè được biết và nhớ tặng mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.